Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Cũng như những video trước, Sơn rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Chào quý vị, hiện tại tôi đang đứng tại số 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Là một vị trí cực kỳ đắc địa và được rất nhiều người biết đến. Đó là phía trước tòa nhà cao nhất Việt Nam, Landmark 81. Đây cũng là vị trí của một showroom ô tô với quy mô hoạt động lớn nhất Đông Nam Á. Và cũng là một vị trí rất quen thuộc đối với tất cả những khách hàng đã từng mua sắm, trao đổi hoặc sửa chữa xe tại thành phố Hồ Chí Minh. Và tiết lộ thêm cho quý vị một thông tin về kết quả bán hàng của năm 2019 cho thấy hơn phân nửa trong top 10 các dòng xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam đó là những mẫu xe SUV gầm cao. Nếu như các đối thủ đã cho ra mắt các dòng xe SUV như Mazda CX-5 hoặc Hyundai Tucson thì Toyota vẫn đang thiếu vắng ứng cử viên sáng giá trong vị trí phân khúc này. Đó là lý do vì sao Toyota Corolla Cross 2021 đã được trình làng tại thị trường toàn cầu vào ngày 9 tháng 7 vừa qua. Và hiện tại, xe Corolla Cross đang được trưng bày tại showroom Toyota Hiroshima Tân Cảng. Đó là lý do vì sao chúng ta có mặt ở đây để cùng nhau khám phá xem cực phẩm của ngày hôm nay sẽ có gì đặc biệt nhé. Xin mời quý vị vào trong showroom. Xin mời. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một mẫu xe cực kỳ hot, có thể gọi là siêu phẩm của Toyota, vừa mới ra mắt vào ngày 5 tháng 8 vừa qua. Hôm nay, chiếc xe này đã xuất hiện tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Toyota kỳ vọng mẫu xe này sẽ trở thành một sản phẩm chiến lược và sẽ là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV hạng C. Vậy mẫu xe này có điểm gì nổi bật? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu ngay sau đây. Có 5 điểm nổi bật mà tôi muốn giới thiệu đến toàn thể quý vị. Và điểm đầu tiên, tôi tin chắc tất cả quý vị nếu chúng ta dự định đi mua xe đều quan tâm, đó chính là về giá thành. Corolla Cross được phân phối tại thị trường Việt Nam theo dạng là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản. Phiên bản thứ nhất đó là 1.8G giá là 720 triệu. Phiên bản thứ hai 1.8V động cơ xăng cao cấp có giá bán là 820 triệu. Và phiên bản thứ ba, phiên bản đặc biệt nhất trang bị động cơ hybrid có giá bán là 910 triệu. Nếu so sánh với các đối thủ cùng phân khúc, ví dụ như là Hyundai Tucson hay là Mazda CX-5, thì giá của Corolla Cross thực sự là một món hời. Nếu quý vị có dự định mua một chiếc SUV hạng B hoặc hạng C thì hãy đặt tên của chiếc Corolla Cross lên hàng đầu nhé. Điểm thứ hai mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị, chắc chắn đây là một điều cực kỳ mới mẻ mà chưa có bất kỳ một mẫu xe Toyota bình dân nào được trang bị. Đó chính là về phần động cơ. Corolla Cross được trang bị hai loại động cơ. Động cơ trên hai phiên bản động cơ máy xăng á, là dung tích 1.8 lít, có công suất là 138 mã lực và moment xoắn cực đại là 172 Nm, tương tự như trên động cơ của xe Altis. Tuy nhiên, trên phiên bản xe Hybrid là cái phiên bản kế bên cạnh tôi đây, một phiên bản cực kỳ đặc biệt được trang bị động cơ Hybrid, là một động cơ của tương lai. Động cơ lai giữa xăng và điện. Bây giờ tôi sẽ mở cái động cơ này lên và giới thiệu cho quý vị điều gì tạo nên sự khác biệt ở động cơ hybrid này. Đây là cái khối động cơ trên xe
Hybrid phiên bản cao cấp nhất. Chúng ta có thể thấy được trên cái khối động cơ này ấy, nó sẽ gồm cấu tạo với hai phần. Phần thứ nhất là động cơ xăng thông thường giống như trên xe động cơ máy xăng ha. Và phần thứ hai là cái motor điện. Động cơ Hybrid là một cái động cơ cực kỳ nổi tiếng của Toyota trên toàn thế giới. Và Toyota tự hào là thương hiệu dẫn đầu ở cái động cơ Hybrid này. Hiện tại thì Toyota đã bán được hơn 10 triệu chiếc trên toàn thế giới. Trong đó thành công nhất đó là xe Prius. Và đây là mẫu xe bình dân đầu tiên Toyota trang bị cái động cơ của tương lai như thế này. Tổng công suất tạo ra của cái động cơ Hybrid này nó lên tới 170 mã lực và mô men xoắn cực đại là 305 Nm. Một cái sức mạnh có thể nói là tương đương với một động cơ 2.5 bình thường. Động cơ Hybrid thì nó sẽ có 4 cái ưu điểm vượt trội mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Ưu điểm đầu tiên đó chính là sự yên tĩnh. Trong quá trình hoạt động, động cơ Hybrid nó sẽ tự động điều chỉnh khi nào động cơ điện hoạt động hoặc là động cơ xăng hoạt động. Chính vì vậy, khi chúng ta khởi hành lên, xe hoàn toàn yên tĩnh, không có những cái tiếng động cơ như bình thường. Chỉ khi nào chúng ta đạp ga tăng tốc hoặc là chở tải nặng thì lúc đó động cơ xăng nó mới vận hành thôi. Chính vì vậy chúng ta ở trên xe có một cảm giác cực kỳ là yên tĩnh, giống như đang trải nghiệm một chiếc xe Lexus vậy đó. Một cái trải nghiệm cực kỳ đáng giá mà với một chiếc xe chỉ dưới 1 tỷ đồng chúng ta được trải nghiệm rồi, thay vì phải bỏ ra mấy tỷ đồng mới có thể trải nghiệm. Cái ưu điểm số 2 của động cơ Hybrid đó chính là sức mạnh. Như tôi vừa trình bày ở trên, công suất tạo ra của cái động cơ này nó lên tới là 170 mã lực và moment tới 305 Nm. Với một sức mạnh khủng như vậy á, thì chúng ta tăng tốc tuyệt vời. Và cái yếu tố thứ ba, ưu điểm thứ ba vượt trội mà tôi muốn giới thiệu về cái động cơ Hybrid đó chính là tiết kiệm nhiên liệu. Với một sức mạnh vượt trội như vậy á, tương đương với một động cơ 2.5 lít. Tuy nhiên theo công bố của nhà sản xuất á, thì mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này chỉ là 3,7 lít trên 100 km. Có thể nói là mức tiêu hao nhiên liệu này nó chỉ bằng một nửa so với động cơ xăng thông thường. Chúng ta có thể sử dụng một cái mẫu xe cực kỳ là mạnh mẽ nhưng mà tiêu hao nhiên liệu chỉ tương đương với một chiếc xe máy. Quá tuyệt vời đúng không quý vị? Nếu mà chúng ta sử dụng mẫu xe này trong vòng 5-7 năm đi chăng nữa thì cái giá tiền mà chúng ta tiết kiệm được khi mà sử dụng xe Hybrid cực kỳ lớn. Và cái ưu điểm cuối cùng mà tôi muốn nhắc đến ở cái động cơ Hybrid này đó là sự thân thiện môi trường. Theo như công bố của nhà sản xuất thì động cơ này nó phát thải ra môi trường nó sẽ thân thiện hơn khoảng từ 1,5 đến 2 lần so với động cơ xăng thông thường. Chính vì vậy ở trên thân xe chúng ta có thể thấy nó có rất nhiều những cái chi tiết màu xanh đúng không ạ? Những chi tiết màu xanh ở đây ấy, đó là những chi tiết thể hiện cho sự thân thiện với môi trường của động cơ Hybrid. Và đây cũng là cái yếu tố thứ ba nổi bật tôi muốn giới thiệu đến toàn thể quý vị trong ngày hôm nay. Đó là về phần thiết kế. Trên xe Cura Cross 2021 thì Toyota giới thiệu là họ đã mang một cái ngôn ngữ thiết kế mới hoàn toàn lên trên mẫu xe này. Cái định hướng toàn cầu TNGA. Đây là cái định hướng thiết kế mới đã được trang bị trên mẫu xe Camry 2019 và đã được rất nhiều khách hàng khen ngợi. Ngôn ngữ thiết kế TNGA mới thì nó mang lại có 3 cái ưu điểm vượt trội tôi muốn giới thiệu. Đầu tiên đó là cái sự linh hoạt. Cái bán kính quay vòng của xe Cross này chỉ có 5,2m thôi. Có thể nói là thấp nhất trong phân khúc nếu mà so sánh với Hyundai Tucson hay là Mazda CX-5. Chính vì vậy thì nó sẽ rất là thuận lợi cho chúng ta có thể là sử dụng lái xe ở trong đô thị đông người chật chội và sẽ hỗ trợ đắc lực cho các chị em phụ nữ tay lái yếu chẳng hạn. Thì đây là một tính năng rất hay. Cái ưu điểm thứ hai của TNGA đó chính là cái độ cưng vững, độ ổn định của xe. Thì đối với cái độ ổn định này trên cái thân xe được kết cấu với hệ thống treo, khung gầm nó rất là cứng vững và nó đặc biệt so với những cái khung gầm thông thường. Chính vậy giúp cái xe nó sẽ vận hành ổn định hơn khi mà chúng ta lưu thông ở trên đường. Yếu tố thứ ba của cái TNGA đó chính là cái tầm quan sát. Ở đây nếu mà so với cái người đàn em là Corolla Antis thì cái tầm quan sát của xe Cross nó được nâng cao hơn. Ngoài ra thì những cái cột chữ A này, cái cột chữ A này á, thì xe được thiết kế nhỏ hơn so với thông thường.
Chính vì vậy là giúp cho tầm quan sát của người lái nó tốt hơn, nó giảm thiểu những cái điểm mù, giúp chúng ta có thể lái xe một cách thuận lợi hơn, an toàn hơn khi mà lưu thông ở trên đường. Đồng thời ở đây chúng ta có thể thấy cái ngôn ngữ thiết kế chung của Corolla Cross là một chiếc xe hoàn toàn mới, không giống với bất kỳ mẫu xe nào của Toyota hiện tại. Cross hướng tới các đối tượng khách hàng là thích sự trẻ trung, năng động, hợp thời trang. Chính vì vậy thì các kỹ sư của Toyota họ đã lấy những cái ưu điểm trên cái người đàn anh là SUV cũng như là xe CHR, RAV4 để đưa lên cái thiết kế của xe Cross. Chúng ta thấy một thiết kế rất là thể thao, mạnh mẽ nhưng mà vẫn có những cái nét mềm mại, quyến rũ của mẫu xe này. Ở phía đầu xe thì chúng ta có thể thấy cái sự rất là cuốn hút. Đầu tiên mà tôi có thể nhận thấy đó chính là cái phần cụm ga lăng đến tản nhiệt được thiết kế theo dạng hình thang kép ha. Và có điểm những cái màu xanh này, nhìn rất là khỏe khoắn. Một cái điểm nổi bật nữa ở phía đầu xe đó là hệ thống đèn. Trên hai phiên bản cao cấp thì Cross được trang bị hệ thống đèn là Full LED. Full LED ở đây sẽ bao gồm có là đèn chiếu gần và chiếu xa là B-LED projector. Ở phía trên này thì được trang bị là đèn giải LED ban ngày. Phía dưới này là đèn sương mù cũng là LED. Chính vì cái đầu xe nó vừa thể thao, năng động nhưng cũng rất là cao cấp và hiện đại. Xin mời quý vị sang phía bên hông xe. Thì hông xe khi mà chúng ta nhìn vào, cái điểm ấn tượng đầu tiên đó chính là mâm vỏ. Mâm vỏ thì trên xe Cross được trang bị mâm vỏ là hệ thống vỏ Michelin. Với mâm thì sử dụng là mâm đúc hợp kim nhôm 18 inch. Một kích thước khá là phù hợp với cái chiếc xe như thế này. Đặc biệt trên tất cả các phiên bản của Corolla Cross đều có trang bị hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Hệ thống này sẽ giúp có thể là cảnh báo cái áp suất lốp ở trên xe và chúng ta có thể kiểm soát được chiếc xe của mình, đặc biệt là khi mà chúng ta di chuyển ở những cái vùng mà xa xôi. Cái yếu tố thứ hai tôi muốn nhắc đến ở bên hông đó chính là cụm gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu này á, thì ngoài những tính năng cơ bản thông thường như là chỉnh điện này, gập điện này, tích hợp đèn báo rẽ này, thì hệ thống có những tính năng cực kỳ là hiện đại. Tôi lấy ví dụ như là hệ thống tự động điều chỉnh khi lùi, hệ thống gập điện tự động, hệ thống cảnh báo điểm mù BSM và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA. Tất cả nó tích hợp ở trên cái gương chiếu hậu này. Nó tương tự như trên xe Camry hoặc là một số những cái dòng xe cao cấp khác. Đây cũng là một cái điểm khác biệt so với các đối thủ mà Corolla Cross vượt trội hơn. Một điểm nhỏ nữa ở bên hông mà tôi mới giới thiệu ở đây đó chính là trên xe Cross trang bị chìa khóa thông minh khởi động nút bấm và tích hợp mở khóa thông minh bằng cảm biến chạm. Chúng ta sẽ chỉ cần đưa tay vào tay nắm cửa là xe đã có thể mở khóa rồi. Một tính năng rất hay. Tiếp theo xin mời quý vị đi di chuyển về phía đuôi xe. Đuôi xe thì Corolla Cross cũng thiết kế rất là chỉn chu và hài hòa. Nổi bật ở đây chúng ta thấy trên phiên bản Hybrid đó chính là những cái đường màu xanh này, thể hiện là thân thiện môi trường Hybrid. Cụm đèn ở phía sau thì cũng được thiết kế theo dạng là Full LED, rất là cao cấp và hiện đại. Ở phía dưới đây thì có trang bị đầy đủ 4 cảm biến ở phía sau cộng với 2 cảm biến phía trước, tức là trên xe này có tới 6 cảm biến hỗ trợ người lái tối đa. Đồng thời ở đây thì có camera lùi. Camera lùi này tích hợp chung với hệ thống camera 360. Camera 360 ở trong xe sẽ giúp chúng ta có thể hỗ trợ quá trình lái xe được tốt hơn. Ở đây tôi muốn cho quý vị xem một chút về cái cốp xe. Cốp xe của Corolla Cross theo như thông tin từ nhà sản xuất thì nó có thể tích lên tới 440 lít. Với một chiếc xe SUV hạng C như thế này á, thì cái cốp như này thực sự là rất là rộng rãi. Chúng ta có thể phục vụ cho cả gia đình khi mà chúng ta đi chơi xa vào những dịp cuối tuần. Rồi, đấy là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ về phần ngoại thất. Bây giờ, xin mời quý vị cùng với tôi sẽ đi tìm hiểu nội thất có đặc điểm gì nổi bật. Rồi, chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội thất của chiếc xe này. Điểm đầu tiên mà khi mà tôi ngồi vào trong khoang nội thất
đó là cái cảm giác ngồi rất là thoải mái ở trong cái ghế này. Cái ghế này thì nó được thiết kế rất là ôm cái lưng của chúng ta. Ngoài ra thì trên chiếc ghế này được điều khiển chỉnh điện 8 hướng. Điều khiển chỉnh điện 8 hướng này. Rất là dễ dàng để chúng ta có thể điều khiển được cái vị trí ghế lái. Cross thì được trang bị hai cái màu nội thất. Một là màu đen như thế này. Hai là cái màu nâu đỏ. Màu nâu đỏ thì ở trên một cái phiên bản khác, không phải phiên bản này. Cái đường chỉ may này, những cái đường chỉ may này, những cái lỗ này và cái chất liệu da này rất là cao cấp. Cho nên tôi cảm nhận thấy đây thực sự là một cái mẫu xe cao cấp ấy, chứ không phải là giống như một mẫu xe bình dân thông thường đâu. Rất là thoải mái và cao cấp. Ở cái hàng ghế phía sau á thì nó được gập 60-40 và có thể ngả được 6 độ. Chính vậy mà quý vị có thể là ngồi tư thế rất là thoải mái khi mà đi di chuyển ở những cái chặng đường xa, đi về quê hoặc là đi chơi xa. Rất là thoải mái ha. Và cái điểm nhấn tiếp theo mà khi mà chúng ta ngồi vào trong khoang nội thất này, đó chính là cái màn hình giải trí đa phương tiện. Ở đây tôi sẽ mở lên cho quý vị coi. Cái thiết kế của cái màn hình giải trí đa phương tiện ở đây là một thiết kế hoàn toàn mới, không giống với bất kỳ một cái mẫu xe nào của Toyota hiện tại. Nó thiết kế nhô lên phía trên, chứ không phải là ẩn ở dưới. Chính vì vậy cái thiết kế này khá là mới mẻ. Ngoài ra thì kích thước của cái màn hình này nó lên tới 9 inch, một kích thước rất là lớn. Đặc biệt là trên cái hệ thống này á, nó được tích hợp những cái công nghệ rất là hiện đại, ví dụ như là Bluetooth đàn thoại đánh tay, Apple CarPlay, Android Auto, hay là cái tính năng điều khiển và giọng nói, rất là hiện đại. Kết hợp cùng với hệ thống là 6 loa thì quý vị sẽ dễ dàng có thể giải trí, có thể là sử dụng cái bản đồ dẫn đường rất là thuận lợi khi mà sử dụng trên chiếc xe này. Ngay ở phía dưới cái màn giải trí này là cái hệ thống điều hòa ha. Chiếc xe Corolla Cross được trang bị điều hòa là hai vùng tự động, có cửa gió điều hòa phía sau ở đây ha. Cho nên là tất cả mọi người ngồi trên xe sẽ đều có thể cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Toyota thì đặc biệt nổi tiếng với hệ thống điều hòa làm lạnh nhanh và sâu, cho nên chúng ta hoàn toàn an tâm. Ngay ở phía dưới đây á, thì cái cần số này á, được trang bị á, là hộp số tự động vô cấp ở trên hai phiên bản máy xăng. Riêng cái phiên bản hybrid này á, thì trang bị hộp số tự động vô cấp đặc biệt dành riêng cho xe hybrid. Và nó có 3 cái chế độ lái ở đây ha. Chúng ta có chế độ lái Prime Mode này, có thể là Power này, Eco này, hoặc là Normal. Đặc biệt có chế độ EV Mode là chế độ chạy hoàn toàn bằng điện. Tuy nhiên tôi cũng lưu ý là chúng ta không nên sử dụng chế độ EV Mode quá nhiều, tại vì pin hybrid nó cũng chỉ chạy được một quãng đường ngắn thôi. Cái điểm nổi bật tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ ở đây thực sự là ấn tượng, đó chính là cái cụm đồng hồ tắp lô. Nhà sản xuất đã thiết kế cụm đồng hồ này rất là đẹp, với những đường thiết kế tỉ mỉ và sắc nét, thể hiện những cái thông số ở trên xe rất là rõ nét và đẹp mắt. Đặc biệt là trên cái phiên bản hybrid này á, thì nó có cái màn hình đa thông tin kích thước lớn lên tới 7 inch. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát các thông số kể cả ở những ngoài trời nắng. Trên cái vô lăng này á, thì tôi thấy là nó cũng là một điểm mới khá là đặc biệt. Trước đây thì Toyota nổi tiếng là cổ điển, có rất là ít tính năng. Tuy nhiên trên vô lăng bây giờ tích hợp rất nhiều hệ thống, ví dụ như là hệ thống điều chỉnh âm thanh, màn đa thông tin, hay là những cái hệ thống trên cái gói an toàn Toyota Safety Sense mà một chút xíu nữa tôi sẽ chia sẻ đến quý vị. Ngoài ra ở trong cái phần nội thất này thì tôi còn thấy một số những tính năng khác, ví dụ như là đây ạ, đây là cửa sổ trời. Trên hai phiên bản cao cấp thì Cross đều được trang bị cửa sổ trời. Cửa sổ trời này thì sẽ có hai chế độ mở, có thể là mở hé hoặc là mở toàn cảnh ra, giúp cái không gian trong xe nó rộng rãi và thoải mái. Nó có thêm cái đây là cái hệ thống gương chiếu trong xe chống chó tự động, cần gạt mưa tự động, rất nhiều những tính năng tự động. Và thực sự là ngồi trong cái khoang nội thất này tôi cảm thấy rất là ấn tượng với cái mẫu xe Corolla Cross. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lái thử để trải nghiệm những cái điểm ưu việt trên chiếc xe Corolla Cross. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Tôi sẽ khởi động động cơ thử. Quý vị có nghe tiếng kêu tít không ạ? Cái điểm ấn tượng và ngạc nhiên đầu tiên của tôi ấy, khi mà khởi động cái chiếc xe này, đó chính là không nghe thấy một cái tiếng động cơ khởi động nào cả. Chỉ là cái động cơ điện đang hoạt động. Đây chính là một trong số những cái điểm ưu việt trên cái động cơ hybrid. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu
khởi hành chiếc xe. Chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận nhé. Chiếc xe đã khởi hành rồi quý vị, nhưng tôi không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào cả. Hiện tại xe đang sử dụng hệ thống điện để vận hành chiếc xe. Đây chính là một cái ưu điểm tuyệt vời trên động cơ hybrid. Bây giờ tôi sẽ tiến hành lên dốc. Lúc này thì động cơ xăng và động cơ điện sẽ cùng nhau hoạt động. Theo cảm nhận của tôi thì sau khi mà lên dốc, khả năng vận hành của chiếc xe rất là mượt mà, rất là tốt. Động cơ hybrid kết hợp với cái hộp số tự động vô cấp thông minh ở trên chiếc xe hybrid này á, giúp chiếc xe nó vừa vận hành mạnh mẽ nhưng cũng cực kỳ êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Đây là một điểm mà tôi đánh giá rất là cao ở cái phiên bản hybrid này. Và cái mà thứ hai mà tôi muốn đánh giá ở đây á, đó chính là cái cảm giác lái cơ bản đầu tiên. Hệ thống vô lăng ở trên chiếc xe này được trợ lực là trợ lực điện. Chính vậy mà khi di chuyển với tốc độ thấp như vừa rồi á, thì tôi thấy rất là nhẹ nhàng, rất là dễ đánh lái, rất là thuận tiện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm tiếp, đi lên một cái đoạn dốc tiếp theo. Ở đây là tôi đang chở, hiện tại trên xe là có 4 người, gần như là full tải ha. Với cái động cơ hybrid lai xăng và điện tạo ra cái tổng công suất lên tới 170 mã lực và mô men xoắn cực đại là 305 Nm. Thì khi mà tôi chở đầy tải như thế này á, cảm giác lái của xe vẫn rất là tuyệt vời, nhẹ nhàng và êm ái, không có một chút gì khó khăn cả. Cái điểm nổi bật thứ 5 ở trên chiếc xe này mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là hệ thống an toàn Toyota Safety Sense. Thế hệ thứ 2, lần đầu tiên Toyota mang lên một chiếc xe bình dân. Nó bao gồm có tổ hợp của 4 hệ thống, đó là hệ thống cảnh báo tiền va chạm PCS. Hệ thống thứ 2 là hệ thống cảnh báo lệch làn đường LDA và giữ làn đường LTA. Hệ thống thứ 3 là hệ thống kiểm soát hành trình chủ động DRCC. Và hệ thống thứ 4 là hệ thống đèn tự động thích ứng AHP. Tất cả những hệ thống này hiện tại đang hiển thị trên cái màn hình đa thông tin ở phía trước. Về nguyên lý hoạt động thì tôi xin giải thích những cái hệ thống này á, nó cực kỳ là tiện ích, hỗ trợ cho người lái trong quá trình sử dụng xe. Hệ thống đầu tiên là hệ thống cảnh báo tiền va chạm VCS. Thì hệ thống này á, nó sẽ sử dụng cái radar và cái camera ở phía trước xe để nhận diện những phương tiện ở phía trước. Nếu phát hiện xảy ra nguy cơ có khả năng xảy ra va chạm thì hệ thống nó sẽ cảnh báo cho người lái biết bằng âm thanh và đèn báo. Nếu người lái thực hiện đạp phanh, hệ thống sẽ tự động hỗ trợ thêm lực phanh cho người lái để giảm thiểu cái nguy cơ xảy ra va chạm. Đặc biệt nếu người lái không có bất kỳ thao tác nào, hệ thống sẽ kích hoạt phanh khẩn cấp để giúp giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn cũng như là giảm thiểu cái thiệt hại khi mà xảy ra va chạm. Hệ thống thứ hai là hệ thống cảnh báo lệch làn LDA và hỗ trợ giữ làn LTA. Hệ thống này thì đặc biệt là thuận lợi khi mà chúng ta sử dụng ở trên đường cao tốc. Nếu xe của chúng ta có xu hướng lệch ra khỏi làn đường và không phải là chủ đích của người lái thì hệ thống nó sẽ cảnh báo bằng âm thanh và đèn báo cho người lái. Nếu chúng ta không có cái thao tác đánh lái để duy trì làn đường thì hệ thống nó sẽ hỗ trợ tự động đánh lái để đưa chiếc xe trở lại làn đường và sẽ giữ chiếc xe ở trong cái làn đường đó, không bị lệch ra khỏi làn đường nữa. Hệ thống thứ ba là hệ thống kiểm soát hành trình chủ động DRCC. Trên những cái xe thông thường thì quý vị có thể thấy là có cái tính năng là cảnh báo ở hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control. Tuy nhiên thì hệ thống DRCC này nó cao cấp hơn
hệ thống Cruise Control nữa. Khi mà chúng ta lái xe trên đường cao tốc, ví dụ chúng ta set cái tốc độ là 100 km/h, gặp cái phương tiện phía trước tốc độ thấp hơn xe của chúng ta, thì hệ thống nó sẽ tự động giảm tốc độ xe cũng như là duy trì khoảng cách với phương tiện ở phía trước để đảm bảo lái xe được an toàn nhất. Nếu chiếc xe phía trước chuyển làn thì xe của chúng ta sẽ tự động tăng tốc độ lên cái tốc độ đã cài đặt ban đầu. Một tính năng rất là tiện ích. Tuy nhiên tôi cũng cảnh báo đến quý vị ở đây á, là tất cả những hệ thống này chỉ dùng để hỗ trợ người lái chứ không phải là thay người lái để lái xe. Chính vì vậy chúng ta vẫn phải là người chủ động lái xe và chỉ sử dụng những tính năng này để hỗ trợ thêm cảm giác lái của chúng ta thôi. Và cái tính năng cuối cùng ở trong cái gói Toyota An Toàn Safety Sense này á, là hệ thống đèn tự động thích ứng AHB. Hệ thống này á, thì cũng sẽ nhận diện cái đèn hậu của xe phía trước cũng như là cái đèn pha của xe ngược chiều. Nếu phát hiện ra những cái đèn này, hệ thống sẽ tự động chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần để giảm thiểu cái độ chói mắt của cái xe đối diện, đảm bảo cho cả hai xe lái xe được an toàn hơn. Sau khi mà đi qua cái khu vực này thì đèn sẽ tự động chuyển sang đèn chiếu xa để đảm bảo cái tầm quan sát cho người lái vào ban đêm. Tổng kết lại gói Toyota An Toàn Safety Sense này á, thì thực sự là một gói tuyệt vời được trang bị trên một mẫu xe bình dân như Corolla Cross. Toyota thực sự là đã lắng nghe những cái ý kiến của khách hàng và đây là lần đầu tiên họ mang lên mẫu xe bình dân cái gói an toàn đỉnh cao như thế này. Bây giờ thì Toyota không còn chỉ là một cái thương hiệu có giá trị cao, một chiếc xe bền bỉ, một chiếc xe có giá trị bán lại cao, mà nó còn có rất nhiều những cái điểm ưu việt khác. Ví dụ như là tiện ích cực kỳ là ngập tràn, hệ thống an toàn thì là tuyệt vời, các đối thủ gần như là rất khó có thể so sánh được với Corolla Cross. Đấy là tất cả những điểm nổi bật trên chiếc xe này tôi muốn chia sẻ đến toàn thể quý vị. Hy vọng là quý vị nếu muốn trải nghiệm chiếc xe này, quý vị đến với Toyota Hiroshima Tân Cảng chúng tôi để tận mắt trải nghiệm. Xin cảm ơn. Hiện tại Corolla Cross đang được trưng bày tại Toyota Hiroshima Tân Cảng chính thức từ ngày hôm nay. Quý khách còn chần chờ gì nữa, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và trải nghiệm sản phẩm quý vị nhé. Đối với những khách hàng ký hợp đồng xe Cross trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8, sẽ có cơ hội nhận được máy lọc không khí sáp trị giá 6 triệu 500 nghìn đồng cùng rất nhiều quà tặng giá trị khác đang chờ đón quý vị. Còn chần chờ gì nữa, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại 0944 008866 hoặc truy cập website với đường link www.tancang.toyota.com.vn để xem lại buổi phát sóng ngày hôm nay cũng như đăng ký tham gia trải nghiệm lái thử xe. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý khách đã luôn tin tưởng, đồng hành và ủng hộ đại lý chúng tôi trong suốt thời gian qua. Kính chúc quý khách thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Xin chân thành cảm ơn quý khách. Arigato gozaimasu.